Anh Nguyễn xin chào tất cả các bác và anh em nhá. Trong clip này, anh Nguyễn lên một bài hát tip vào rồ giới thiệu đến tất cả các bác và anh em đang có nhu cầu mua sắm và tìm hiểu những bộ hát như này. Thì đây là một chiếc bộ hát em đắp một cặp loa cao cấp JBL có model là SR4732X, một dòng loa full đôi bass 30 từ 2100, một dép cối từ 2100 và một dép gì. Khi bác chơi đến dòng loa này mới nhá, thì nhìn lên cũng không còn và nhìn xuống trong loa nào rú được, trừ khi bác chán mẫu loa này. Còn đã chơi tầm này nghĩa là hết thuốc rồi, tỉnh rồi, từ việc hát, từ việc nghe. Một loa 4 lượng tiếng, 2 quả bát, nó bổ sung cho giải bát trầm, bát ấm, bát căng mà nhá. Và con tép từ 100, từ 22 qua 100 được trung âm và tép con chi là giải cao. Nên con là đẹp xuất sắc, kết hợp với con đẩy Eden Pro 4.13 nhá. Con xuất 1.300 một cây, cân được một cặp loa này với một đôi xúc kép nữa nhá. Đấy, có xúc đơn tùy các bác, đánh được hết luôn. Mới tinh nhá, gọi là năm thớt mới tinh. Một chiếc bao số cực cao cấp luôn, BSAOK 900 Pro. Một chiếc giải mã DC lấy 8 nhá, cao cấp nhất thế này Việt Nam. Một quản lý nguồn vào bộ mic LX Mi 8 cũng cao cấp nhất thế này. Tất cả bộ ngoài mới tinh, rất đẹp nhá, cao cấp, xịn sò, đồ bền cao. Mời bác cùng nghe là nhạc nhá. Với bộ hát này anh em chơi phòng tầm 30 vuông thôi nhá, đến 100 vuông ok luôn. Từ 30 vuông đến 100 vuông thôi nhá. Bác nhá, có thể chơi trong gia đình này, chơi sân vườn này, quán cà phê, quán bia này, quán hát nhau nghe rồi sự kiện thoải mái anh em nhá. Hay lắm. Quán hát đúng không? Gọi trên mua sắm phô tiếp. Các bác hãy số máy 0936 583 10. Một cặp loa JBL 4732X nhá. Còn có đẩy Eden 4 kênh, công suất nó tầm trên 5.000W. Một chiếc quang số, một giải mã cao cấp, một micro và quản lý nguồn. Anh em muốn chơi súp thì chơi quả súp vào nhá.